Đi nhà anh Sáu đâu Phúc? Đi nhà anh Sáu đâu? Anh Sáu à. Rồi tới nhà anh Sáu rồi nha. Rồi vô thôi. Here we go. Wow, quá trời cá luôn nè Phúc ơi. Quá trời cá luôn. Wow. Rồi giá cá ơi. Đi giá cá thôi. Wow, cá đẹp quá à. Hay để chị á vớt một cặp cá về nuôi nha Phúc. Dạ. Rồi vớt đi Trang, cá nhiều cá đẹp lắm nè. Cá con, cá con. Rồi vớt cá con luôn. Rồi con này được nè. Được rồi. Đẹp quá nhờ. Đẹp cứng tay chung quá. Rồi bỏ vô đi Phúc, bỏ vô. Hưng nước. Rồi để anh hưng miếng nước nha. Wow. Được mấy con? Một con nè. Rồi để em vớt con bự nha. Một chục bá nè. Rồi vớt cái bự nha. Tự chà bá luôn. Nè con bự này chết. Chạy nhanh quá. Đâu rồi? Đó. Nè kìa. Đâu? Kìa. Vớt vô bên đây đi. Đây. Wow. Quá trời luôn. Đó chuột luôn. Ai ngủi ơi. Rồi bỏ vô hũ luôn. Ờ nó chạy nhanh quá à. Chạy nhanh đi. Đủ rồi. Rồi đủ chưa? Đủ rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ vớt thêm mấy con khác đi. Nó có nhiều loại. Đúng rồi. Bốn cái nè. Bốn con luôn hả? Ừ. Rồi đi ra làm sao? Đi thôi. Ơi, quá tài cá luôn nè Phúc ơi. Bên đây là cá nấm bô coi nè. Bên đây đẹp hơn cá phun gòn luôn á Phúc. Cá này đẹp ghê luôn, cái đuôi nó đỏ đỏ nè. Đúng rồi. Thôi mình cho nó ăn đi. Nè cho nó ăn nha Phúc. Nè nè Phúc bỏ xuống nè. Ôi nó bu lại ăn nè. Wow. Quá trời luôn. Cá gì ta. Đẹp quá hả. Để chị cho ăn nữa. Cho chị mượn thủ sáng ăn nha. Nè chị cho ăn đi. Nó bung lại kìa. Có. Wow. Để coi. Có con cá bự kìa. Giờ mình bắt về nuôi nha Phúc. Dạ. Rồi mình lựa con nào? Đó. Hả? Con nào? Lựa con nào con bự ăn nhỏ. Đó. Con bự hả? Con bự cái nào? Dạ. Con bự chọc bá vậy nè. Để chị lấy cái vợt chị bắt cá nha Phúc. Yippee. Rồi lên nghe đi. Cá nào? Cá chọc bá nè. Trời ơi. Cá bự chà bá mới chịu hả? Ừ. Rồi để chị lựa nha. Kìa con bự kìa. Đó. Thôi mình lựa con đẹp đi. Ừ con đẹp chà bá luôn. Đây nè. Ôi. Trời ơi. Con này đẹp quá. Con. Wow. Đó. Cá bự hấp xuống chứ nữa. Wow. Cá cháu. Rồi để em bỏ vô. Ơi, nó dính lên vô trong đây nè. Bỏ vô. Rồi được một con đó nha Phúc. Đẹp không? Wow. Trời. Rồi bây giờ mình cho nó ăn đi. Cho ăn luôn nha Phúc. Rồi cho Phúc nữa. Phúc cho ăn nha. Wow, đẹp quá nhờ. Quá nhiều rồi. Let's party. Có mấy con bự chảng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt một cặp chống mái này nữa nha. Rồi lên cầm hũ cho. Ok. Wow, đẹp quá à. Rồi vớt bỏ vô. Wow. Con. Rồi thôi từ chút đi nha. Con má bự này. Trời ơi. Con quá nè. Ôi. Kìa một con má rất là bự. Nó mất tiêu rồi. Quá gì mà. Wow. Quá rồi. Quá. Bự quá luôn rồi. Quá trời luôn. Bỏ vô luôn. Quá. Con thôi để hai bự. Rồi, bỏ vô. Nãy giờ được quá nhiều cá luôn rồi Phúc ơi. Quá nhiều cá rồi Phúc ơi. Cá đẹp không? Đẹp chứ trời ơi. Bây giờ mình đem về nuôi nha. Dạ. Rồi đi về thôi. Đi thôi. Trời ơi. Cá bự. Trời ơi. Bự kinh không nổi luôn rồi. Cá đẹp. Wow, cá đẹp quá đi. Đẹp quá à. Công sức của Phúc mà bắt nãy giờ nè. Thôi bây giờ là mình cho cá ăn đi Phúc. Đây. Mạnh dữ ta. Rồi bỏ vô. Rồi. Ờ nó ăn kìa. Nè nó lại nó ăn kìa. Ăn rồi. Hình như nãy nó ăn no rồi. Ăn được. Nên kìa nó có ăn kìa. Ăn được.
Nãy giờ nó ngại á, vô hũ mới nó ngại. Ai trời ơi, Nguyễn sống rồi. Awesome. Nguyễn sống rồi. Nhìn nó đang ăn kìa. Kìa kìa, có một con nhỏ ở dưới ăn kìa. Ăn no luôn kìa. Đẹp không? Đẹp rồi. Ta-da. Mấy bưởi nè. Rồi, bóng bán cái nào nhất? Quậy bưởi chục bó nè. Thôi, cá bự hả? Cá màu ở cá Dumbo. Có một chục bó nè. Không phải cá bự à, không phải cá nhỏ.